xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Sun Studio, mình là Canh đây. Hôm trước thì mình có lên một clip, có một bạn hỏi mình là với mức giá không quá chênh lệch thì mình nên mua iPhone SE 2022 hay là iPhone 11. Thì hôm nay hãy cùng mình so sánh hai chiếc iPhone này với nhau nhé. Let's go! Đầu tiên thì phần ngoại hình phải nhắc đến phần thiết kế của hai chiếc máy này khi so sánh. Điện thoại iPhone 11 và điện thoại iPhone SE chính là hai phong cách thiết kế hoàn toàn khác nhau. iPhone 11 sở hữu cho mình thiết kế nhôm nguyên khối, có kích thước lớn hơn so với iPhone SE 2022. Tuy có kích thước lớn hơn, nhưng thiết bị vẫn cho người dùng cảm giác cầm nắm thoải mái và đầm tay. Điểm khác biệt lớn nhất chính là thiết kế tay thỏ thời thượng tích hợp trên iPhone 11. Tuy thiết kế tay thỏ không mới nhưng mà sử dụng với các dòng máy đời sau này tạo nên sức hút lớn hơn của iPhone 11 so với dòng SE 2022. iPhone SE 2022 sở hữu thiết kế nhỏ gọn với khung nhôm, màn hình iPhone SE nhỏ gọn kết hợp với phím home vật lý ở mặt trước màn hình. Mặt lưng của điện thoại được thiết kế bằng kính sáng bóng. Đặc biệt, máy có kiểu dáng cực kỳ gọn nhẹ nên sử dụng lâu không bị mỏi tay. Nếu bạn là người thích thiết kế nhỏ gọn và ưa chuộng phím home vật lý thì bạn nên chọn iPhone SE 2022. Ngược lại, nếu bạn muốn sử dụng điện thoại màn hình lớn hơn với thiết kế tay thỏ thời thượng thì iPhone 11 là lựa chọn hoàn hảo nhất. Theo là màn hình của hai chiếc điện thoại này không có quá nhiều chênh lệch về kích thước. Màn hình của hai chiếc điện thoại này không có chênh lệch nhiều về kích thước. Với iPhone 11 thì kích thước màn hình là 6,1 inch, còn iPhone SE 2022 thì kích thước là 5,8 inch. Công nghệ màn hình của hai dòng máy này là tương đương nhau. Cả hai đều sử dụng tấm nền IPS với độ phân giải HD mang lại hình ảnh chất lượng, sắc nét, chân thực và bắt mắt khi trải nghiệm thiết bị. Cấu hình và hiệu năng là yếu tố mà các tín đồ công nghệ luôn quan tâm khi mua iPhone. Cấu hình và hiệu năng chính là yếu tố mà các tín đồ công nghệ luôn luôn quan tâm khi mua iPhone. Dòng iPhone SE 2022 được Apple trang bị cho vi xử lý mới nhất là A15 Bionic. Vi xử lý A15 đánh giá tốt hơn so nhiều với con chip Apple A13 Bionic của iPhone 11. Dòng chip A13 là dòng chip khá mạnh mẽ giúp cho người dùng trải nghiệm giải trí, học tập và chơi game mượt mà, cân mọi loại game. Tuy nhiên, dòng chip A15 Bionic có khả năng hỗ trợ tốt hơn so với con chip tiền nhiệm khi nâng cao khả năng chụp ảnh trên thiết bị. Xử lý hình ảnh hiển thị tốt hơn và tích hợp công nghệ 5G mới nhất. Cả hai điện thoại đều sử dụng hệ điều hành iOS 15 có hỗ trợ nâng cấp iOS 16 nên khả năng vận hành khá nhanh và mượt trong việc thực hiện các tác vụ cơ bản trên web, khởi động ứng dụng hay sử dụng camera. Camera thì có sự cải tiến và điểm mạnh riêng. Đối với iPhone SE 2022, chỉ sở hữu camera đơn 12 megapixel kết hợp với điện toán mạnh mẽ và tính năng thì tương tự như iPhone 13. Đối với iPhone 11 thì điện thoại được trang bị cho cụm camera kép gồm camera chính độ phân giải 12 megapixel và camera góc rộng 12 megapixel. Ngoài ra, camera còn hỗ trợ chức năng chụp đêm. Chất lượng hình ảnh của iPhone 11 rất chân thực, chi tiết và có khả năng tái tạo khá tốt trên điều kiện đủ sáng. Cùng với sự hỗ trợ tính năng chụp đêm, camera góc rộng giúp người dùng tự do sáng tạo trên các những khung hình. Ngoài ra, camera selfie của hai mẫu iPhone cũng có điểm khác biệt đáng lưu ý. Camera selfie của iPhone SE 2022 chỉ có độ phân giải là 7 megapixel, còn camera selfie của iPhone 11 là 12 megapixel. Có khả năng chụp chân dung và lấy nét cực rõ với nhiều chi tiết hơn. Tiếp theo là thời lượng pin của hai chiếc điện thoại SE 2022 và iPhone 11. Tiếp theo là thời lượng pin của iPhone SE 2022 và iPhone 11. Đối với iPhone SE 2022, bởi sở hữu kích thước nhỏ nên không thể trang bị pin bi to. Vì vậy, thời lượng pin của SE 2022 thấp hơn nhiều so với iPhone 11. Apple cho biết dòng iPhone SE 2022 có thời lượng pin là 15 giờ trong trường hợp xem video liên tục.
còn iPhone 11 có thể xem trong 17 giờ. Cả hai dòng máy này đều được trang bị cho mình công nghệ sạc nhanh, tiện lợi. Cụ thể sạc nhanh là 18W đối với iPhone 11 và 20W cho iPhone SE 2022. Từ đó giúp người dùng rút ngắn thời gian chờ sạc và đáp ứng cho người dùng trong công việc thực hiện những tác vụ cơ bản hàng ngày. Cuối cùng thì là phần bảo mật của hai chiếc điện thoại này khác hoàn toàn nhau. Cuối cùng là phần bảo mật của điện thoại iPhone SE 2022, sở hữu thiết kế cũ với hai viền trên dưới dày được bảo mật bằng vân tay, Touch ID. Còn iPhone 11 thiết kế tràn viền và tai thỏ kết hợp với sử dụng công nghệ bảo mật Face ID mới nhất của Apple. Vậy là vừa rồi chúng ta cũng đã tìm hiểu hai chiếc iPhone 11 và iPhone SE 2022. Các bạn đã tìm được dòng máy nào hợp với mình chưa? Hãy comment dưới phần bình luận cho Canh biết nhé. Và đừng quên, những sản phẩm mình vừa nói trên đều có mặt tại Sun Store và rất nhiều những ưu đãi mà Sun vẫn dành tặng cho khách hàng của mình. Và bây giờ, video của Canh đã đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Canh nhé. Bye bye!